Hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng bác quay trở lại Minh Lạnh Hàng Nhật Bãi bên em nhé. Đây đài đóm này, lại về rất là nhiều. Đấy. Hẹn các bác vào lát nữa em lại lên live nhé. Đấy. Thì hôm nay em live ở trên kênh Minh Lạnh 3 ấy. Em ghi là Minh Lạnh 3 đấy. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì tí nữa xem live trực tiếp với em nhé. Đài đỏ các thứ thì rất là đẹp. Đây. Được cái lô đài nó đẹp. Lô đài này nước đài cái thứ nó mới sáng. Đây. Nước đài sáng đẹp, chất đẹp lắm. Đài đỏ, nói chung đài dài, đài hai cửa băng, đài to. Những cái đài gọi là mini, hàng độc này. Hàng độc nhá, nhỏ nhưng mà không rẻ nhá. Đấy. Những cái con hàng độc này nhỏ nhưng mà không rẻ nhá. Lát nữa em lên cho các bác nhá. Đây. Những hàng độc. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ kênh. Đấy. Xin chào các bác. Đây là cái kênh của mình này, cái kênh chúng tôi này cũng là